Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Nếu quý vị bị nám, mụn, nhăn da, sạm da, hãy gọi ngay cho MD7 855-234-2333, MD7 7 ngày kỳ diệu. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Mỗi thứ hai đầu tuần, chúng tôi lại đón tiếp anh Anthony gửi đến quý vị các tin tức liên quan đến đầu tư chứng khoán. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn Anthony rất nhiều. Dạ, mến chào anh, kính chào quý vị. Hôm nay là ngày đầu tuần, đầu tháng, đầu năm. Tôi chờ anh đến rồi nhìn thấy màu xanh thì nó đẹp vô cùng. Buổi sáng thấy màu xanh. Rất tiếc khi mà anh có mặt ở đây thì thông nhẫn nó xuống 400 mà nó đang xuống 460 điểm COVID. Và thêm một điểm nữa đó, thưa anh Anthony, họ nói rằng cái 600 Mỹ Kim bây giờ giới đầu tư không quan tâm nữa, họ nói 600 Mỹ Kim này sẽ đổ vô cái cửa hàng bán lẻ. Cho nên mấy cái cổ phiếu bán lẻ đó nó tăng lên. Còn những cái cổ phiếu liên quan đến khách sạn, giải trí, du lịch, không có ai xài được cái 600 này. Cho nên những cái cổ phiếu mà liên quan đến giải trí, du lịch, mà du thuyền đó, rất thê thảm luôn. Nhưng mà nói chuyện với Anthony, cái chuyện đó đối với anh là bình thường. Hồi tuần rồi mình có nói về là cái số tiền của trong những cái quỹ checking, saving với money market thì từ từ nó chuyển qua về phần thị trường equity market. Không phải chuyển ra hết mà có một số thì có một phần đó là vẫn muốn ăn chắc mặt bền, không muốn sợ về cái stock market thì không muốn đầu tư vào thị trường market, muốn để đó để mà bảo đảm 100.000 của mình, số tiền của mình. Thì hôm nay đó thì Anthony trình bày cái phương cách mà làm sao mình để repositioning, tức là mình xếp lại cái đồng tiền đó để mình có nhiều quyền lợi hơn. Thì bây giờ đó là anh có 100.000 đi, anh là 60 tuổi, anh có 100.000, anh để trong 5 năm CD. 5 năm CD là average rate bây giờ có 0.85. Chưa tới 1%. Nhưng mà mỗi năm anh phải đóng thuế. Thì cũng 100.000 đó anh có thể anh chia ra làm 5 năm, mỗi năm anh bỏ vào một cái chương trình 20.000 nếu mà anh kỹ thuật cho lên cái mạng. Đây cái này đó thì coi mình increase cái này được không? Đấy. Mình bỏ cái tiền này vô đâu anh? Đó, một cái nó cũng tương tự như CD. Nha, nó một sản phẩm của bảo hiểm mà anh không phải bỏ một lúc 100.000, mỗi năm anh bỏ vào 20.000 trong 5 năm thôi. Nha. Và cái guarantee interest rate của nó là 2%. Okay. Nếu mà trong 5 năm anh có bị bệnh đi mà anh cần cái long term care, sẽ trả mỗi tháng cho anh là 5.769 một tháng. Wow. Để cho cái chi phí đó. Anh thấy cái quyền lợi không? Để năm đầu tiên anh bỏ vào 20.000, anh xui là cái gì anh mất thì cái người thừa kế, cái người beneficiary được là 138.000 death benefit. Right. Wow. Okay. Now, sau 5 năm, 100.000 của mình đó, bây giờ nói và bây giờ không thích cái chương trình này nữa. Rút ra. Lấy ra hết 100.000 của mình. Cộng với 2% tiền lời. Yes. Luôn luôn mỗi một năm. Yes. Yeah. Đó. Thì trong năm thứ 5 đó, cái death benefit của mình là 185.000. Thì anh bỏ 100, anh được 185.000 death benefit. Thì vì sớm muộn gì anh cũng chết. một là sớm, hai là sống lâu, ba là bệnh. Anh đúng rồi. Thì nó trả lời ba cái trường hợp đó. Bây giờ đó là anh bệnh, thì mỗi một tháng cái chương trình này trả cho anh là 5.769 mỗi một tháng, trả thẳng cho anh chứ không phải qua một cái nursing home, qua một cái cái chuyện nursing home là cái chuyện của anh lo rồi. Dạ. Vâng, đó thì anh muốn xài bao nhiêu cũng được hết, mà anh trả cho anh là cho đến maximum cái số tiền mà long term care benefit là 276.000, gần 277.000. Mà chỉ trong vòng thí dụ như 20.000 đầu tiên của anh mới vừa bỏ vô thì xui anh bị ngã bệnh. Trẻ, anh đã được 5 được đền ngay giống. Dạ. Như một cái chương trình bảo hiểm đền vậy ha. Dạ. Thì cái này nó gọi là cái hybrid
hai mức product giữa một cái life policy với một cái long term care, à không? Thì cũng 100 ngàn của anh để trong nhà băng, anh bỏ vào này, anh thấy quá hay. Anh mà không phải bỏ một lúc, một năm 20 ngàn mà trong vòng 5 năm là 100 ngàn. Dạ, anh có thể bỏ một lúc được, anh có thể bỏ vào 5 năm hoặc là anh có thể bỏ vào 10 năm, hiểu không? Mà sau cái thời kỳ 5 năm, 10 năm anh không không bỏ nữa. Mà nếu mà anh nói là ok, tôi còn khỏe, tôi không còn cái long term care, anh lấy lại những cái tiền anh bỏ vào. Nhưng mà có cần thử máu, cần khám bác sĩ gì không? Cái quan trọng là anh phải có trí nhớ. Tại vì anh phải... anh phải ký, anh phải biết anh làm gì. No, tức là cái interview đó, tức là mình đã có, mình đã có chương trình này. Interview ít nhất là 45 phút đến 1 tiếng. Nó hỏi trời như thế nào, ngày hôm nay như thế, tổng thống để bảo đảm anh là 10 người có một cộng một là bao nhiêu, hai nhân hai là bao nhiêu, rồi nó cho anh nó cho anh 10 cái từ, rồi cái anh cứ lập cái như là the chair is broken, the tree is green and all đó, rồi cuối cùng anh rồi cái mà có tiếng Việt không? Có người có tiếng Việt luôn. Vâng. Nhưng mà với điều kiện phải 100 ngàn thôi anh, hay là dưới được? Cái này mình tỷ dụ là cái ông này là 60 tuổi, có 100 ngàn trong CD nha, không hút thuốc. Đó, thì cái quan trọng là phải có cái vẫn còn cái sáng suốt của mình. Hay quá. Đó cái đó là một cái gọi là xếp lại cái số tiền, cũng như là anh mua một con dao thường với một con nó gọi là Swiss Army knife, nó có thùng con dao đủ thứ, có thể làm đủ thứ chuyện hết. Đó. Tôi thấy có lý à, bởi vì rất là nhiều người Việt Nam họ cứ để tiền đó, họ nói rằng tôi không dám đầu tư, tôi không dám làm gì hết, bởi vì rủi ro có chuyện gì thì tôi có tiền tôi xài liền. Và họ muốn thấy cái tiền lúc nào cũng thấy như vậy. Nhưng bây giờ bỏ vào đây thì đâu có mất gì đâu, phải không anh? Anh muốn lấy lúc nào lấy. Đúng, mà anh muốn lấy lúc nào lấy hết. Mà đã vậy, cái người mà quan trọng nhất là người phối ngẫu của mình và người thân trong gia đình hưởng cái số tiền của mình để dành ở đây. Đúng. Cho mà anh lâm vào cái tình trạng long term care thì anh xài hết cái 276 ngàn. Cái phần đền khi mà anh mất vẫn là 27.690, tức là guarantee minimum death benefit. Đó. Đó thì cái đó là một cái phương cách mình xếp lại cái số đồng tiền để mà có nhiều quyền lợi. Quý vị liên lạc với anh Anthony để biết thêm chi tiết về cái chương trình đặc biệt này. Và nếu có tiền để dành trong chương mục không có lời, mà lời không bằng ở đây 2% nữa. Cổ phiếu chia sẻ ngày hôm nay là Kraft Food, KHC. Kevin Henry Charlie. Ông CEO mua thêm 90.000 share, bỏ ra 3 triệu 90.000 share, thì cái nó là insider stock. Thì cái đó là mình chia sẻ cho quý vị. Cảm ơn anh Trần Duy rất nhiều và Happy New Year. Happy New Year. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com tiếp tục theo dõi các chương trình thường lệ của đài quý vị nhé.